ำงานเสร็จนี่เรือก็ไถโพแล้วทั้งวันทั้งเดียวมันไถครบวันทั้งวันก็ไถโพทั้งหมดสิบวันเจือที่เพชรคือชินยาจะไถกราบเอิญมันจะเปลี่ยนเจือมันจะไถโพงานจะเจือคงโพจะเป็นซึ่งจะตกเช็ดอุ่นเย็นกำมันได้ทั้งวันthưa các thầy cô giáo cũng như đại biểu đại diện hội cha mẹ học sinh, bản thân tôi về công tác ở trường trung học ở Hà Nam đến nay đã tròn 32 năm. Trong quá trình công tác thì tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên những năm cuối cùng của giáo viên do tuổi tác và hơn nữa là do hạn chế về mặt tin học nên công việc nó không được như mong muốn, nên được sự tại sự giúp đỡ của ban giám hiệu, rồi được sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường cũng gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhân đây thì một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu rồi các thầy cô trong hội đồng đã tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nay về chế độ tôi rất thanh thản, còn về mặt tình cảm thì ít có người như tôi cả một đời làm giáo viên thì công tác được mọi người, nhưng khi còn tham gia công tác thanh tra thì tôi đã có điều kiện đến hầu hết các trường ở trong mình và cảm nhận cá nhân của tôi là ít có trường có được tinh thần đoàn kết, tình cảm giác hoàn như chúng ta. Cuộc sống tất yếu thì có những lúc va chạm, xô lộn, nhưng tất cả vì công việc, cái còn lại là tình cảm. Không công việc thì tình cảm là trang hòa như cũ, chính vì là đau. Tôi mong muốn rằng các thầy cô hãy coi tôi như còn đang công tác. Có công việc lớn những lúc